các vong linh thiếu tháng khi cúng con cầu xin và xưng hô như thế nào? Thì mình đối với cái người kia thôi. Ví dụ như bây giờ người cái vong đó là cha thì mình gọi bằng cha, là mình xưng con. Còn nếu cái vong linh như cái câu hỏi là những vong linh thiếu tháng là con của mình, thì nếu là con của mình thì mình gọi là con, mình xưng là mẹ. Cái đó là qua cái hình thức tưởng nhớ chứ không phải có một cái bài bản gì. Nhưng mà đa số người còn sống á, người nào mà quy y Tam Bảo rồi thì chúng ta gọi là hương linh. Hương linh đó là để mình thầy những vị ở bên ngoài gọi. Ví dụ như mình nói hôm nay là ngày giỗ của ba, con nhớ đến ba, con làm mâm cơm để con tưởng niệm, mời ba về thọ dụng và chứng minh lòng hiếu thảo của con. Nhưng mà khi mình xoay qua bàn Phật thì mình nói là hôm nay là giỗ của ba con, hương linh Nguyễn Văn gì đó, thí dụ vậy. Cho nên đối với người lớn thì chúng ta gọi là hương linh, còn đối với các em nhỏ mà nó mất chúng ta gọi là thanh linh. Thanh linh là một linh hồn còn trong sáng, trẻ. Con phát tâm trì chú Đại Bi mỗi ngày 21 biến và bạch y thần chú mỗi ngày 5 biến đã gần 3 năm rồi, mà con niệm nhỏ với tấm lòng thành của con. Vì con lớn tuổi rồi, niệm lớn thì mệt. Và bất kỳ nơi nào thanh tịnh có được không thầy? Dạ được. Tại vì mình niệm theo sức khỏe của mình, thì niệm lâu thì Phật linh. Còn niệm mà không được, niệm lớn quá bệnh, nó sao tụng hoài Phật không linh. Mình tu, quý vị nhớ, hôm nào quý vị nghe cái bài Pháp Hòa nói về phương pháp niệm Phật, thì Pháp Hòa có chia sẻ là cái cách niệm Phật nó cũng giống như cách mình tụng kinh trì chú. Tùy theo sức khỏe, niệm lớn, niệm thầm, niệm quán tưởng, cách nào cũng được. Mà mình phải biết tùy cơ mình niệm. Ví dụ như thường ngày mình tụng lớn, nhưng mà lúc buổi ở nhà mình mà cái giờ đó không phải giờ ngủ của người ta. Ví dụ giờ mình tụng kinh mà lớn tiếng mà 12 giờ khuya rồi tụng làm sao ta ngủ? Phải không? Phật còn phiền. Khoai là bây giờ mình đi vô trong bệnh viện, mình niệm Phật cầu nguyện cho người thân thì phải niệm nhỏ nhỏ, niệm vừa chừng, thậm chí tưởng niệm và mấp máy thôi cái người bệnh kế bên nữa. Và cái giờ, cái những cái xung quanh ở bệnh viện đâu phải là nơi chốn để mình làm ồn, dù làm lời tụng kinh. Cho nên mình phải biết uyển chuyển như vậy. Ông thầy khai thị ba câu: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Câu thứ hai: không nghĩ thiện không nghĩ ác, bản lai diện mục. Câu thứ ba là tịch tỉnh. Cái câu hỏi là có đồng nghĩa không? Thưa đại chúng, cũng là đồng nghĩa. Trước hết, câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, câu này xuất phát từ Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang có câu này, cái nghĩa là mình nên sanh một cái tâm. Tâm này là tâm không có chỗ nào để mình bám trụ. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta làm bất cứ việc gì, tâm mình đừng trụ cảnh, trụ người, trụ việc gì hết. Thì tâm sống được như vậy á, thì cái tâm mình lúc nào cũng tĩnh lặng mà không có bị khó khăn. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như hôm nay Pháp Hòa đến đây vì cơ duyên Pháp Hòa được có sức khỏe, có thời gian và tỉnh thất hiền như cũng đầy đủ phương tiện, phối hợp cả ba chúng ta tổ chức một cái buổi này cộng với quý vị. Sau buổi giảng này quý vị về, Pháp Hòa về nghỉ, mai sáng bay về Canada. Có tụ, có cười vui, có bắt tay, có chụp hình. Có hỏi, thầy nhớ con không? Có hết. Nhưng mà sau cái buổi này rồi thì tất cả chúng ta trở về cái vị trí của mình mà không cần bám trụ gì hết. Lần khác Pháp Hòa trở lại, quý vị nghe tin, quý vị có thời gian,
quý vị trở lại, tại vì có thể lần sau quý vị bận rộn, quý vị không đến được. Cho nên trong cuộc sống này, nếu mình làm gì cho ai mà mình cũng trụ cái tâm mình vô đó, đó nhỏ đâu đâu tôi giúp đó. Anh chàng này xưa tôi phụ nè, cái tâm mình chừng 5 lần là chật cứng à. Vì tâm mình không có trụ bám một cái gì hết, việc gì mình thấy mình có khả năng mình làm được, mình giúp là mình giúp. Ví dụ bây giờ người đó xin mình giúp mà mình không có khả năng, mặc dù rất muốn giúp mà không có khả năng, thì cũng đâu có giúp được, phải không? Cho nên rất là may nè, gặp lúc người đó cần, ngay lúc mình có thể chia sẻ là cứ chia sẻ. Và người sống được với cái tâm không trụ bám ở đâu thì người đó luôn luôn tâm lúc nào cũng tĩnh lặng. Pháp Hòa ví dụ á, con người mình á, sở dĩ mà mình dễ hay quên hay là lẫn lộn á, tại vì cuộc sống mình quá nhiều thứ để mình phải nhớ, phải chọn. Nội quần áo thôi và nội giày dép thôi, thì quý vị đã thấy quá chừng thứ để mà mình phải bận tâm. Trước khi ăn bữa tiệc là cũng mất 1 tiếng đồng hồ rồi đó. Phải chọn cái đồ nào nó đi với cái đôi giày nào, vân vân. Kim Cang nói ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nghĩa là nên sanh một cái tâm mà không trụ bám vào đâu. Cái câu thứ hai, không nghĩ thiện không nghĩ ác bản lai diện mục. Cái câu này là ở trong kinh Pháp Bảo Đàn. Thì khi vị đó được hỏi không nghĩ thiện không nghĩ ác, thế nào là bản lai, ngang đó vị đó tỉnh. Bản lai là nếu mà nói theo chữ á, diện là mặt, mục là mắt. Mắt mặt xưa nay của mình, nhưng mà thường ta ít nói vậy, ta nói là mặt mũi xưa nay của mình. Mặt là tĩnh lặng, không hề có một chút thương ghét gì hết. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, đây là mặt mũi xưa nay nè. Này gọi là quy y Tam Bảo, cầm ba cây nhang. Ví dụ vậy nè, khi nào mình vui á là cái nét mặt mình nó vui, khi nào mình buồn á là cái nét mặt mình nó buồn. Nhưng mà cái vui và cái buồn này là hai cái lâu lâu hay là thường nhật của mình? Thường nhật của mình là mặt sao? Bình thường. Bình thường, thí dụ mình ở nhà mình là bình thường. Cái bình thường này nó cái mới là cái thường của mình. Còn lâu lâu mình được cái gì đó mới vui lên cái, rồi lâu lâu mình gặp cái gì mình nóng ấy mình mới bực bội. Cái buồn và cái vui là hai cái diện mạo của bất thường. Còn cái bình thường của mình nhất là bình thường. Hiểu ý không? Vậy thì mặt mũi xưa nay của mình là không thiện mà không ác. Thí dụ bây giờ mình cũng là cái cô đó đó, mình gặp mình thương lắm cho mình giúp, chơi đâu được 3 tháng phát hiện người này tham quá, cái bắt đầu khiều à, tôi nghỉ rồi. Trời ơi, thấy mặt sáng láng chú tham lắm nghe. Tức là mình cũng 3 tháng trước mình thương, 3 tháng sau mình không thương. Vậy thì mình có chỗ trụ rồi đó. 3 tháng trước trụ thương, 3 tháng sau trụ ghét, phải không? Mà cuộc đời này nếu mà mình không thương không ghét là mình sẽ nhẹ hơn. Nghĩa không phải là mình thờ ơ, nhưng mà tôi bình thường thôi. Thí dụ chị cần tôi giúp là tôi giúp, chị không cần là tôi xong. Tôi không cần phải đặt để là chị rất là dễ thương. Mà thường mình có cái khuynh hướng là ai mà dễ thương là bán quảng cáo. Có biết nhỏ đó không? Trời, tội nghiệp lắm. Thế này thế kia mà tới hồi mình không ưa rồi, có biết nó không? Trời ơi, ghê lắm. Tức là cũng mình hết á, cũng mình hết á. Cho nên cái mặt mũi xưa nay của mình không phải cái đó. Mặt mũi thế trước khi mình quen với người đó, mình gặp họ là mình bình thường. Mình bình thường, nhưng mà khi mình quen người đó, mình hiểu người đó rồi là một là mình thương, hai là mình ghét.
Thật ra cái này là bất thường nè. Vậy thì không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thế nào là bản lai diện mục của mình? Nghĩa là tâm anh không khởi, dù vui hay buồn, bản lai diện mục của anh, mặt mũi xưa nay của anh, nói cách khác là tâm tánh của anh là ở trạng thái bình thường. Và cái bình thường mới chính là cái chúng ta cần có. Còn cái bình, nhưng mà chúng ta thường sống với bất thường, chứ phi thường ít lắm. Ví dụ như người ta chửi mình mà mình vẫn nhịn được mới là phi thường. Còn người ta chưa chửi là đã chửi trước rồi. người ta chưa có đối với mình xấu là mình đã xấu trước rồi. Vì tại sao biết không? Ra tay trước vẫn hay hơn. Cho nên có nhiều người á, họ nói con không bao giờ chịu lỗ đâu, thà con đá nó trước. Thưa đại chúng, cái tâm của chúng ta nó ở ba trạng thái. Một là vui, hai là buồn, ba là trung bình. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói á, không thiện không ác, bản lai diện mục xưa nay, cái cuộc sống bình thường của mình nó mới là thường của mình. Cũng giống như mình ăn cơm nhé, mỗi ngày ăn cơm bình thường đó là thường, còn cuối tuần mới có những món đặc biệt, hay là khi có tiệc mới có những cái món đặc biệt, còn tất cả những ngày thường của chúng ta là những bữa cơm bình thường. Mà chính cái bình thường nó mới là cái thường của mình. Và cái gì thường thì cái đó mới lâu dài, mặc dù nó vẫn vô thường. Nhưng mà còn cái mà vui, giống như chiều hôm nay mình gặp nhau, ngắn lắm, 2 tiếng, 3 tiếng là đã xong. Cái này cũng là vô thường. Quý vị hiểu ý không? Cái thứ ba là tịch tỉnh. Chữ tịch á là vắng lặng, chữ tỉnh là sáng suốt. Vắng lặng mà sáng suốt, chứ không phải vắng lặng mà mê mờ. Ví dụ như tối mình tắt đèn, mình ngồi thiền, thấy mình ngồi tĩnh lặng nhưng mà tâm trí rất sáng, tâm khởi lên gì biết nấy. Ví dụ đang ngồi thiền vậy, tĩnh lặng, không ai thấy, không ai biết, nhưng đang ngồi vậy thì trong tâm nó khởi lên: ngày mai đi chợ nhớ mua hành. Thế thì mình mới nhắc mình nói giờ này là ngồi thở chứ không có hành gì nữa hết. Trở lại hơi thở. Tỉnh là mình biết tâm mình khởi cái gì, mình biết. Tịch là vắng lặng, tỉnh là biết. Cho nên các thầy á, người tu mà chúng ta đến cái chỗ viên tịch là rất cần. Tịch là vắng lặng, mà viên là viên mãn, nghĩa là sự vắng lặng viên mãn. Người nào mà sống với vắng lặng viên mãn là người đó có niết bàn. Chữ niết bàn là gì? Là khi nào tâm mình vắng bặt hết tất cả mọi cái phiền não khổ đau. Tiếng Anh gọi là tiếng Phạn là nirvana. Chữ n là no, n-i-r, n là no, vana là negatives. Khi nào tâm mình no negatives, cái đó gọi là nirvana. Vậy thì niết bàn là chữ phiên âm từ nirvana, nghĩa là tâm không có bị dao động. Vậy thì niết bàn là trạng thái của tâm, cho nên gọi là tịch tỉnh hay là viên tịch. Và vì vậy chúng ta đã dùng cái chữ đó để gọi quý tôn đức khi các ngài qua đời. Các ngài nói hòa thượng đó đã viên tịch vào lúc 5 giờ ngày mấy đó. Riết cái mình nghe chữ đó mình sợ, mình nói trời ơi, chữ này chết chết á. Không phải. Viên tịch là một quá trình tu mà tu cao à, tĩnh lặng á. Nhưng mà bây giờ cái chữ chết đối với các bậc tôn đức nó bình thường quá, thì chúng ta lại gọi cái từ trong Phật Pháp là vị này bây giờ đã đi vào chỗ vắng lặng toàn vẹn, gọi là viên tịch. Bây giờ Tết nhất mình gặp nhau mà nói đầu năm mới con chúc bác suốt năm viên tịch. Tốt chứ có sao đâu. Nghĩa là chúc bác tâm lúc nào cũng tĩnh lặng, không bị bôn ba bất cứ chữ. Mình nghe chữ đó mình sợ quá. Ê, có chút lộn không? Viên tịch là một trạng thái của Phật, rất là Phật. Nhưng mà tại vì mình bị những cái chữ đó, ví dụ như một số người ta đi vô nhà hoàng á, đi phúng điếu người thân bạn bè gì mà vô nhà hoàng cái nghe mở máy niệm Phật á,
Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ đưa máy đâu dám lấy. Thôi, ghê quá. Mỗi lần con mở máy để lên nó ám ảnh. Tội nghiệp Phật. Chúng sanh mình dễ lắm, dễ nhiễm lắm phải không? Cho nên đó, cái đó cũng nghĩ một chiều rồi đó. Ta không nghĩ thiện, không nghĩ ác.